A Christmas to remember, the sound of my drumming feel the whole house, though I'm not a good singer, but I know good songs when I hear them and I could play drums to them. The sound of good drums seems to always find its way into my heart and soul to give me a good feeling. Even though the sound of my drumming feels so sweet within me right now, but it is just sounding like rain trodden clay mold to people hearing it, because my drums are really old, which makes the sweet sound I feel in my heart messed up in people's hear. I remember when I first bought the drums then in high school with the money from a part-time job, I was really happy and overjoyous. The new smell of the drums find it way to my soul, which bring out the passion in me. I drum like no tomorrow, but right now I could only feel the good sound within me, not from the sound of the drums, because my drums are too old to give such sweet sounds. They are only making unwanted noise, but I still keep drumming. What can I do? I'm a drummer. I love drumming very much. Some people will say, how will someone love drumming? Because I also love music, drumming to songs always awaken my soul and spirit, but to drum I need a good drum, and right now my drums are too old to fulfill the dreams in me. My name is Essen Divya, I'm a lady and from a rich home. When I was young my mom used to take me to the church, and when I hear drums the feeling and passion in me will arose and start dancing. I discover each time my mom take me to church it was always like that, and to me the feeling feels so good. Since then I secretly go to where the drums were kept after service to see for myself. When I come of age I start learning how to drum in school without my parents' knowledge, then the passion in me push me further. I join music band in school and I play drums for them. Even though I'm a girl, people are always surprised because as a girl I know how to drum but I can't sing. Before I was also bothered about that fact, but when I continue to grow up I could not be bothered with some like that anymore, because I know drumming is my passion. My band and I continue to go for outings and play. Sometimes on the street secretly without my parents' knowledge. I was unable to tell my parents because I'm afraid they will stop me from going after my passion. To my father I am a princess and I should be treated as one, and for me not to disappoint my dad I pretend to be a princess at home and a drummer at school. But my mom later find out that I go for outings and I drum even though I'm a girl. She is not that surprised when she discover, because she said she already knew that I drum but she pretend not to know. After she find out she told me to stop drumming because it will be a tug of war if my father find out that I go to outings and drum as a girl, because my dad is a reputable person in the country. I become very sad thinking about what will happen if my dad find out that I drum, so I stop drumming for a week, but this feeling is so good that I can't just leave it, and the passion in me will not leave, so I went back to my band and continue to pretend like a princess at home until my dad find out. When myself and my band were recorded and exposed online it was indeed a tug of war. Dad was really so angry and his final say was that I leave drumming or I stop being his daughter. My mom cried and pleaded with him, but my dad will not take a no for an answer. As young as I am then I know that nothing will be able to separate me from my passion, which is drumming, so I chose not to be my dad's daughter and pursue my dreams. I had to move out of the house and quit going to school. Because I was underage my mom was really sad and she become very sick. I had to start working part-time at a convenience store and then go for outings. I stay with one of my friends. It was part of the money I got from the part-time job that I used to purchase my drums. My mom's sickness got worse because my dad did not allow her see me. When she was about to die I went to the hospital to see her. I cried so much because it seems that I am the cause my mom's death. I always blame myself for that though, but nothing could be done now. On my mom's deathbed she told me never to let go of my dreams. I was really happy that my mom last wish is for me to fulfill my dreams. Then I see my dreams as my mom's dreams, so I continue to pursue it even though my dad still did not want to see me after my mom's death. I continue to work without going to school and doing my thing, which is drumming with my band. But after high school our band got dissolved, or let me say everyone of us went our separate ways, and I also moved out of my friend's place to get a place for myself to manage, since I can now leave on my own. Since I don't have money or anyone to depend on I continue to work and try to do something with my passion, but it seems I have made the wrong choice. But what can I do? It's my choice anyway, but right now I'm going to enjoy myself in anyway. That day. Một Giáng sinh để nhớ, tiếng trống của tôi cảm thấy cả nhà dù không phải là người hát hay nhưng tôi không có bài hát hay khi tôi nghe họ và tôi có thể chơi trống cho họ. Tiếng trống hay dường như luôn len lỏi vào tận trái tim và tâm hồn tôi để mang đến cho tôi những cảm xúc vui vẻ. Mặc dù bây giờ âm thanh tiếng trống của tôi cảm thấy rất ngọt ngào trong tôi, nhưng nó chỉ nghe như mưa thổi qua khuôn đất sét đối với người nghe, bởi vì trống của tôi thực sự đã cũ khiến cho âm thanh ngọt ngào mà tôi cảm thấy trong trái tim mình xáo trộn trong người nghe. Tôi nhớ khi lần đầu tiên mua trống khi đó ở trường cấp 3 với số tiền kiếm được từ một công việc làm thêm,
Tôi thực sự rất vui và vui mừng không xiết khi mùi mới của những chiếc trống tìm đến trong tâm hồn tôi, điều đó khơi dậy niềm đam mê trống trong tôi. Ngày mai nhưng ngay bây giờ tôi chỉ có thể cảm nhận được âm thanh tốt trong tôi chứ không phải từ âm thanh của trống vì trống của tôi đã quá cũ để tạo ra những âm thanh ngọt ngào như vậy, chúng chỉ tạo ra tiếng ồn không mong muốn nhưng tôi vẫn tiếp tục đánh trống. Tôi có thể làm gì? Là một tay trống, tôi rất thích đánh trống, một số người sẽ nói rằng ai đó sẽ thích đánh trống như thế nào. Bởi vì tôi cũng yêu âm nhạc, đánh trống theo những bài hát luôn đánh thức tâm hồn và tinh thần của tôi nhưng để đánh trống tôi cần một chiếc trống tốt và hiện tại những chiếc trống của tôi đã quá già để thực hiện những ước mơ trong tôi. Tên tôi là Isan Divya, là một phụ nữ và xuất thân từ một con nhà giàu. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường đưa tôi đến nhà thờ và khi tôi nghe tiếng trống, cảm giác và niềm đam mê trong tôi sẽ trỗi dậy và bắt đầu khiêu vũ. Tôi phát hiện ra mỗi lần mẹ đưa tôi đi nhà thờ, nó luôn như vậy và với tôi cảm giác đó. Cảm thấy rất tốt, kể từ đó tôi bí mật đi đến nơi lưu giữ những chiếc trống sau khi phục vụ để xem cho chính mình. Khi đến tuổi tôi bắt đầu học cách đánh trống ở trường mà bố mẹ tôi không biết thì niềm đam mê trong tôi càng thúc đẩy tôi đi xa hơn. Tôi tham gia ban nhạc trong trường và chơi trống cho họ dù là con gái nhưng mọi người luôn ngạc nhiên vì là một con gái tôi biết đánh trống nhưng tôi không biết hát. Trước đây tôi cũng từng bận tâm về điều đó nhưng khi lớn lên tôi sẽ không còn bận tâm đến một số như thế nữa vì tôi biết đánh trống là đam mê của mình. Ban nhạc của tôi và tôi tiếp tục đi chơi và đi chơi, đôi khi bí mật trên đường phố mà bố mẹ tôi không biết, tôi không thể nói cho bố mẹ biết vì sợ họ ngăn cản tôi đi theo đam mê của mình, với bố tôi là công chúa và tôi. Nên được đối xử như một và để không làm bố thất vọng, tôi giả làm công chúa ở nhà và đánh trống ở trường, nhưng mẹ tôi sau đó phát hiện ra rằng tôi đi chơi và đánh trống sự kiện mặc dù là con gái. Mẹ không ngạc nhiên khi phát hiện ra vì mẹ nói mẹ đã biết tôi đánh trống nhưng mẹ giả vờ không biết. Sau khi phát hiện ra cô ấy bảo tôi đừng đánh trống lảng vì sẽ hỗn loạn nếu bố tôi phát hiện ra tôi đi chơi và đánh trống lảng với tư cách con gái vì bố tôi là người có uy tín trong nước. Tôi rất buồn khi nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu bố tôi phát hiện ra tôi đánh trống nên tôi đã ngừng đánh trống trong một tuần nhưng cảm giác này rất tuyệt khiến tôi không thể rời bỏ nó và niềm đam mê trong tôi sẽ không rời nên tôi đã quay trở lại ban nhạc của mình và tiếp tục giả vờ như một nàng công chúa ở nhà. Cho đến khi bố tôi phát hiện ra thời điểm tôi và ban nhạc của tôi bị thu âm và bị tung lên mạng. Đó thực sự là một cuộc chiến hỗn loạn. Bố thực sự rất tức giận và câu nói cuối cùng của bố là tôi bỏ trống hoặc tôi đừng làm con gái ông. Mẹ tôi đã khóc và cầu xin ông nhưng bố tôi sẽ không chấp nhận một câu trả lời nào. Khi tôi còn nhỏ như vậy thì tôi biết rằng không có gì sẽ có thể tách tôi ra khỏi niềm đam mê đánh trống. Vì vậy tôi đã chọn không làm con gái của bố và theo đuổi ước mơ của mình. Tôi phải dọn ra khỏi nhà và nghỉ học. Vì tôi chưa đủ tuổi nên mẹ tôi thực sự rất buồn và bà bị ốm nặng. Tôi phải bắt đầu làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi và sau đó đi chơi, tôi ở với một người bạn của mình. Đó là một phần số tiền tôi kiếm được từ công việc bán thời gian mà tôi dùng để mua trống của mình, mẹ tôi bị ốm nặng hơn vì bố tôi không cho phép bà ấy gặp tôi. Khi bà ấy sắp chết tôi đã đến bệnh viện để thăm bà ấy. Tôi đã khóc rất nhiều vì dường như tôi là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ tôi. Tôi luôn tự trách mình về điều đó nhưng giờ không thể làm gì được nữa. Trên giường bệnh mẹ tôi đã nói với tôi rằng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Tôi thực sự hạnh phúc vì điều đó. Điều ước cuối cùng của mẹ là cho tôi thực hiện được ước mơ của mình. Sau đó tôi thấy ước mơ của mình là ước mơ của mẹ nên tôi tiếp tục theo đuổi điều đó mặc dù bố tôi vẫn không muốn gặp tôi sau khi mẹ tôi qua đời. Tôi tiếp tục làm việc mà không cần đến trường và làm công việc của mình là đánh trống cùng ban nhạc của mình nhưng sau khi học trung học ban nhạc của chúng tôi đã giải thể hoặc để tôi nói rằng mọi người chúng tôi đã đi theo con đường riêng và tôi cũng đã chuyển ra khỏi chỗ ở của bạn mình để kiếm một chỗ. Để tự xoay sở vì bây giờ tôi có thể tự ra đi, vì tôi không có tiền hoặc không có ai để phụ thuộc vào tôi tiếp tục làm việc và cố gắng làm điều gì đó với niềm đam mê của mình nhưng có vẻ như tôi đã lựa chọn sai. Nhưng điều gì có thể tôi làm? Dù sao thì đó cũng là lựa chọn của tôi nhưng dù sao thì ngay bây giờ tôi cũng sẽ tận hưởng bản thân mình, ngày hôm đó.